tử vi thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 2 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày giáp thìn, tháng mậu thìn, năm giáp thìn. Hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 10 tháng 4 năm 2024 thiên ấn trợ vận. Con đường sự nghiệp của người tuổi tí có khởi sắc đáng kể trong ngày thứ tư. Nhiều người được cất nhắc thăng tiến nhờ những thành tích cao trong công việc. Với những người còn trẻ tuổi, bạn có thể dành thêm thời gian để bổ sung cho mình những kiến thức mới giúp ích cho công việc. Hãy luôn ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, như vậy thì khi cơ hội đến bạn sẽ có thể nhanh chóng nắm bát. Thủy khắc hòa, đáng tiếc là chuyện tình cảm của con giáp này không được như ý muốn. Bạn nên tin tưởng vào nửa kia của mình hơn chứ đừng nên có những suy đoán vẩn vơ. Sự thiếu tin tưởng của bạn sẽ khiến nửa kia tổn thương đấy. Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cát tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỷ. tuổi sửu ngày 10 tháng 4 năm 2024 hỏa sinh thổ. Người tuổi sửu có thể nhận được tin vui tình cảm trong ngày thứ tư. Người độc thân có cơ hội nhận được lời bày tỏ đến từ người bạn thầm mến đã lâu. Mối quan hệ giữa hai người sẽ ấm lên nhanh chóng. Với người đã có đôi có cặp, bạn là người có trách nhiệm với gia đình. Dù bận rộn đến mấy, hàng ngày bạn vẫn sẽ dành thời gian ở bên người thân của mình lắng nghe tâm sự của mọi người và cùng mọi người vượt qua mọi vấn đề thiên tài trợ mệnh phương diện tài chính của con giáp này cũng khởi sắc rực rỡ thậm chí có người giàu lên nhanh chóng chỉ nhờ vào may mắn tuy nhiên hãy có cách sử dụng tiền bạc hợp lý để khiến tiền tiếp tục sinh sôi nảy nở giờ tốt 21 giờ 23 giờ màu sắc cát tường, cà phê, xám quý nhân phù trợ, tuất, mão hởi. 3. Tuổi dần ngày 10 tháng 4 năm 2024 tương hình ám hải. Người tuổi dần cần phải cẩn thận với các mối quan hệ xã giao của mình. Có những người tưởng chừng thân thiết nhưng sẵn sàng hãm hại bạn vì lợi ích trước mắt. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần cẩn thận nếu có ý định ký kết, đầu tư vào bất cứ đâu. Tốt nhất, này hãy cứ hoàn thành các kế hoạch còn giang dở đã, những lĩnh vực mới thì nên đợi ngày may mắn hơn hãy tiến hành. Mộc sinh hỏa, nửa kia là người luôn sẵn sàng ủng hộ bạn trong mọi quyết định. Cũng nhờ lời cổ vũ, động viên của người ấy mà bạn có thể cảm thấy mạnh mẽ hơn. Vì thế hãy tâm sự với đối phương nếu còn đang vướng mắc ở đâu nhé. Giờ tốt, 11 giờ 13 giờ màu sắc cát tường, xanh rêu. Xanh ra trời quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hởi. 4. Tuổi mão ngày 10 tháng 4 năm 2024 tỷ kiên ngáng chờ. Có lẽ con đường sự nghiệp của người tuổi mão sẽ chẳng được hanh thông như dự kiến con giáp này dễ gặp phải mâu thuẫn tranh chấp với đồng nghiệp dường như ai cũng cứng đầu cứng cổ không chịu lắng nghe đối phương nếu cứ duy trì tình trạng này các công việc nhóm của bạn sẽ chẳng thể nào hoàn thành đúng thời gian hãy thử hạ cái tôi của mình xuống và suy nghĩ ở góc độ của đối phương xem sao biết đâu bạn sẽ tìm ra con đường mới giải quyết khó khăn Bói tử vi online này trực trừ là ngày tốt để tiến hành mọi việc. Vì thế, nếu có kế hoạch thực hiện công việc gì quan trọng thì bạn nên bắt tay vào làm ngay, như vậy mới gặp nhiều may mắn. Đem về những thắng lợi đáng mừng. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu quý nhân phù trợ, sửu, tuất, hởi. Nam, tuổi Thìn ngày 10 tháng 4 năm 2024 Hỏa Sinh Thổ, người tuổi Thìn hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc trong ngày hôm nay. Xung quanh có rất nhiều người yêu mến bạn. Vì thế người độc thân đừng mãi sống trong thế giới riêng. Với người đã lập gia đình, nếu có thời gian rảnh, bạn nên tìm cách hâm nóng cảm xúc với nửa kia. Có thể hai người chỉ cần một bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng và cùng ôn lại những kỷ niệm đã qua thôi. Chính tài đem tới tin vui trên phương diện tài chính cho con giáp này. Bạn nhận được khoản tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng nhờ những thành tích tốt trong công việc. Đáng mừng hơn, bạn còn khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, vàng nâu quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. Sáu, tuổi tỵ ngày 10 tháng 4 năm 2024 thương quan giáng họa. người tuổi tỵ dễ vướng phải rắc rối với người có chức có quyền. Bạn nên chú ý hơn trong cách cư xử, chớ nên gây thù chuốc oán với đối phương. Khiến con đường tương lai của mình gặp phải nhiều khó khăn người có chức quyền trong tập thể cũng chớ nên hống hách, áp đặt mọi người trong tập thể. Muốn nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của mọi người, trước hết bản mệnh cũng phải biết tôn trọng người khác đã. Trong ngày hòa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt. Mũi, ruột non, lưỡi. Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh. Giờ tốt, 1 giờ 3 giờ màu sắc cát tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Ây, tuổi ngọ ngày 10 tháng 4 năm 2024 tam hội nâng bước, người tuổi ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay người đó có thể truyền cho bạn những kinh nghiệm quý giá hoặc những định hướng mới mẻ giúp sự nghiệp của bạn bước sang trang mới với người làm ăn kinh doanh bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác nên lúc nào đơn hàng cũng đổ về tấp nập dù có thể sẽ phải hơi bận rộn và vất vả một chút song bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả hỷ thần ở hướng Tây Bắc và tài thần ở hướng Đông Nam. Giờ tốt, 19 giờ 21 giờ màu sắc cát tường, tím, đỏ quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8 tuổi mùi ngày 10 tháng 4 năm 2024 hỏa sinh thổ. Vận trình tình duyên của người tuổi mùi có những chuyển biến rõ rệt. Với người đã lập gia đình, nhiều hiểu lầm được tháo gỡ. Quan hệ của hai bạn lại hài hòa như xưa. Sau mỗi lần chắc chờ, bạn càng hiểu và trân trọng nửa kia của mình hơn. Bạn cũng nhận ra rằng mình còn thiếu sót điều gì để có thể kịp thời thay đổi sự bao dung và tinh thần tích cực sẽ giúp cho mối quan hệ của hai người ngày một bền chặt. Thiên tài che chở cho vận trình tài lộc của con giáp này. Bạn có thể bất ngờ nhận được tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng không có nhiều triển vọng. Hãy có cách sử dụng hoặc đầu tư khoản tiền này cho hợp lý nhé. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cát tường, nâu, xám quý nhân phù trợ, hơi. Mão, ngọ Chín, tuổi thân ngày 10 tháng 4 năm 2024 tử vi 12 con giáp hôm nay nói dưới sự thúc đẩy của nhị hợp, người tuổi thân chẳng hề nao núng khi đối diện với những điều chưa biết trước. Bạn tin tưởng vào bản thân mình và nhờ vậy, bạn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, khiến mọi người xung quanh đều sẵn sàng nghe theo người làm ăn kinh doanh đang đi đúng hướng trên con đường làm giàu chính bản thân bạn cũng không thể ngờ rằng mình có thể thu về lợi nhuận lớn đến như thế hãy tiếp tục tin tưởng vào bản thân và tiến về phía trước nhé hỏa khắc kim tuy nhiên bạn có vẻ hơi ích kỷ trong chuyện tình cảm chớ nên coi mình là trung tâm của vũ trụ lúc nào cũng chỉ biết đến mình hãy dành thời gian lắng nghe cả suy nghĩ của nửa kia nữa nhé. Giờ tốt, bảy giờ 9 giờ màu sắc cát tường, vàng, trắng quý nhân phù trợ, tí, thìn, dầu. 10. Tuổi dậu ngày 10 tháng 4 năm 2024 thiên quan chiếu mệnh, người tuổi dậu có thể gặp mâu thuẫn với cấp trên vì quá cứng đầu. Bạn kiên định với mục tiêu là tốt, song bạn cũng đừng quá ương bướng. Nhận thấy sai rồi nhưng vẫn không chịu sửa. Đồng thời, đừng để thái độ chủ quan, sơ suất khiến bạn mắc phải những lỗi sai không đáng có trong công việc. Dù là trong công việc quen thuộc đến mấy thì khi làm xong, bạn cũng cần phải kiểm tra lại cho thật kỹ càng. Hỏa khắc kim, nhiều khi, bạn và người ấy cần phải bao dung cho nhau nhiều hơn. Đừng nên xét nét những điều nhỏ nhặt. Chẳng ai là người hoàn hảo. Chỉ có sự bao dung và hòa hợp mới khiến hai người ở bên nhau dài lâu. Giờ tốt, một giờ ba giờ màu sắc cát tường, bạch kim. Sám quý nhân phù trợ, tị, sử, thìn. Một, tuổi tuất ngày 10 tháng 4 năm 2024 hỏa sinh thổ người tuổi tuất còn độc thân đã cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người xung quanh nhờ thế mà bạn sẽ nhanh chóng tìm được một vài người bạn có quan điểm trùng hợp với mình có thể trong số đó sẽ có người bạn chờ đợi đã lâu đấy với những người đã có đôi có cặp bạn là một nửa kia vô cùng tuyệt vời bạn nhạy cảm và luôn nhận ra được cảm xúc của người ấy từ sớm từ đó dành cho đối phương những lời quan tâm và cổ vũ kịp thời. Quan hệ giữa hai người luôn hài hòa đáng ngưỡng mộ. Chính tài cho thấy hôm nay là một ngày thích hợp để đầu tư kinh doanh với con giáp này. Bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng hoặc đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn đem tới nhiều tiền bạc trong tương lai. Giờ tốt, 11 giờ 13 giờ màu sắc cát tường, vàng tam quý nhân phù trợ thân dần ngọ mười hai tuổi hợi ngày mười tháng 4 năm hai nghìn hai mươi bốn chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung người tuổi hợi cảm thấy khá tự ti tuy nhiên nếu cứ tự ti như thế bạn sẽ chẳng thể nào làm được những việc lớn lao trên thực tế bạn là người vô cùng tài năng vì thế đừng nên thu mình lại. Đồng thời, nếu gặp phải khó khăn trong công việc, bạn đừng ngại trao đổi với mọi người xung quanh. Mọi người cùng suy nghĩ sẽ giúp vấn đề được giải quyết nhanh chóng hơn. Ai cũng sẵn lòng giang tay giúp đỡ bạn mà. Thủy Khắc Hòa, bạn không nên nhớ mãi những tổn thương trong quá khứ. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt đẹp, xứng đáng để bạn tin tưởng đừng để chuyện quá khứ cản bước bạn trên con đường gặp được định mệnh đời mình. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, đen. Xanh lam quý nhân phù trợ, tí, sửu, mùi.